Hai trận mưa lớn liên tiếp tại thành phố Thủ Đức đã khiến nhiều tuyến đường xung quanh chợ Thủ Đức chìm trong nước, gây bức xúc cho người dân. Điều đáng chú ý là khu vực này vừa được hoàn thành dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân. Thành phố Thủ Đức được sáp nhập từ 3 quận, Thủ Đức 9 và 2. Địa hình nơi đây chia thành hai dạng chính. Vùng đất cao chiếm 37%, ít chịu ảnh hưởng bởi thủy triều, hệ thống thoát nước cơ bản hoạt động tốt, ít xảy ra ngập. Vùng đất thấp chiếm 59%, thường xuyên ngập nước do ảnh hưởng của thủy triều sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Vùng chuyển tiếp chiếm 4%, có độ dốc địa hình lớn, dẫn đến hiện tượng nước chảy ồ ạt như thác khi mưa lớn. Hệ thống thoát nước tại thành phố Thủ Đức hiện nay bao gồm 219 tuyến sông, kênh, rạch, mương, trong đó 197 tuyến có chức năng tiêu thoát nước. Một số tuyến lớn đóng vai trò trục tiêu thoát nước cho cả vùng, 704 tuyến cống, mương thoát nước, kết hợp với 85 van ngăn triều và 6 trạm bơm. Tuy nhiên, đa số cống có đường kính nhỏ, 400-800mm, cũ kỹ và xuống cấp. Dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2, mục tiêu thu gom 80% nước thải sinh hoạt tại quận 2 cũ nhưng vẫn chưa hoàn thành. Hệ thống thoát nước hiện tại của thành phố Thủ Đức chỉ có chức năng thoát nước chung, bao gồm cả nước mưa và nước thải sinh hoạt. Điều này khiến hệ thống quá tải, không đủ khả năng thoát nước khi mưa lớn, dẫn đến tình trạng ngập úng.